Vốn được du nhập vào nước ta từ châu Âu, nhưng nghề đóng sách ở nước ta giờ đây đã dần mai một và biến mất trước những bước tiến của công nghệ. Khi công việc còn xa lạ ở Việt Nam, thời gian đầu Hiếu gặp không ít khó khăn khi tìm tòi học hỏi mọi thứ trên mạng Internet. Vì không có cái khoa học nào bài bản ở Việt Nam, không có thầy dạy, không có ai. Tiếp theo là khoảng cách về dụng cụ này. Chính vì không có nghề ở đây nên là các dụng cụ cơ bản thường cũng không có, mà mình lúc đầu mình sẽ phải tự làm hoặc là mua ở nước ngoài. Anh Hiếu chia sẻ, một cuốn sách đóng hoàn chỉnh cần trải qua 5 công đoạn là đánh giá sách, dỡ sách, tạo dựng cấu trúc, bọc bìa và trang trí. Dù đã thành thạo nghề, nhưng mỗi sản phẩm anh Hiếu làm ra cũng đòi hỏi thời gian hoàn thiện từ 1 đến 2 tháng. Bởi đóng sách thủ công yêu cầu độ tinh tế, tỉ mỉ và khéo léo rất cao. Lúc đầu là đánh giá sách này, tình trạng sách, tiếp theo tạo dựng cấu trúc, sau là bọc sách và cuối cùng là trang trí sách, sách ở thư viện. Sau khi hoàn thành sách thì tất nhiên là mình rất là vui. Mỗi một sách đều kiểu mình rất là bỏ nhiều công ra, và càng bỏ nhiều công ra thì mình càng quý nó hơn. Được biết, Hiếu đã cùng cộng tác với một số nhà xuất bản lớn ở Hà Nội cho nhiều dự án đặc biệt. Bên cạnh đó, công việc đóng sách của Hiếu đã lan tỏa khi tìm thêm được những người đồng hành để truyền kinh nghiệm và chia sẻ công việc. Mục tiêu trong tương lai của Hiếu là tạo ra những cuốn sách chất lượng và giá trị thẩm mỹ cao nhất, đưa nghề đóng sách về với Việt Nam cũng như tên đất nước Việt Nam ra thị trường quốc tế.